Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 7 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành thông tư số 04 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Lĩnh vực nông nghiệp được hỗ trợ gồm trồng trọt, giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư, dụng cụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, chăn nuôi, con giống, chuồng trại, thức ăn chăn nuôi, vaccine, thuốc thú y, phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi, chế phẩm sinh học, công cụ sản xuất. Lâm nghiệp, giống cây trồng lâm nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Khai thác ngư nghiệp, hỗ trợ hầm bảo quản thủy sản, khai thác trên tàu cá, ngư cụ đánh bắt. Nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, công cụ, dụng cụ sản xuất, lồng bè, nuôi trồng thủy sản. Đối tượng áp dụng: lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, người khuyết tật trên phạm vi cả nước, người dân sống trên địa bàn huyện nghèo. Hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo.